Chủ tịch đảng SPD đòi Thủ tướng Đức phải cứu Hy Lạp, tin từ Bá Linh. Chủ tịch đảng Dân chủ xã hội, ông Pierre Steinbrück, nói trước Quốc hội Đức rằng Thủ tướng Angela Merkel phải tuyên bố cho dân chúng trong nước biết Đức và các nước Liên Âu phải có trách nhiệm nhiều hơn để giúp cho Hy Lạp. Ông Steinbrück đã tố cáo chính phủ liên hiệp của Thủ tướng Merkel muốn buộc Hy Lạp phải rời khỏi khu vực đồng Euro từ đầu năm nay.